Nếu như anh em gặp vấn đề về lưu trữ, load game cũng như là load các ứng dụng rất là lâu thì mình xin giới thiệu với anh em một giải pháp, đó chính là chiếc SSD WD Black SN770. Đây là một chiếc SSD NVMe chuẩn PCIe 4.0 với tốc độ đọc và ghi của nó lần lượt là lên đến gần 5.000 MB trên giây, mang lại một cái thời gian load game, load ứng dụng các kiểu cực kỳ nhanh, kể cả tốc độ mở máy dịch cho anh em nữa. Một con máy mượt không chỉ dựa vào những con chip hay là RAM các kiểu, mà nó còn phải dựa vào những con ổ cứng SSD như thế này. Anh em hoàn toàn có thể biến cái việc load ứng dụng từ lâu như thế này trở nên nhanh như thế này đây. Giá của một con SSD ngon như thế này cũng rất là ok, giá chỉ chưa tới 2 triệu, cụ thể là 1.990.000. Và ở đây mình có là phiên bản 500GB, nếu như anh em cần hơn thì chúng ta có thể lên khoảng là 1T chẳng hạn.